Nỗi nhớ em còn còn cao, người đi chẳng có một lời chào. Ngoài kia phố đông thật ồn ào, và không muốn đâu thật lần nào. Như chiếc lá đang rơi mà mùa thu thật vội vàng. Và em cũng hiện tại thì có hơn khá là nhiều bát tì ở tháng 10 nên là mình sẽ ăn lên ăn cái con ở trên nha mọi người. Vẫn tân tơ khi mà đứng xuống lạc vào ký ức một lần. Chắc là em không lại vì mình hơi yếu quá. Xin chào mọi người nha. Chào Hứa Phạm, chào Nguyễn Phương nha. Trời ơi, ở đây cũng có người nữa má ơi. Cái này mới bảo trì xong luôn á. Hello. Ủa, chạy qua chạy lại không được con nào, chắc cười éo quá à. Rồi. Có người hết chưa rồi? Hả? Sao đông quá vậy? Rồi, hộp bóp luôn rồi mọi người, không còn con nào hết vậy. Rồi, tan rồi, tan hùng chuối rồi. Không được con nào luôn à. Bắt giờ heo mới bảo trì xong mà. Sự là quá đáng lắm luôn á. Liệu nắng có khiến em quay về nơi nếu nó mọi người ơi, quá đáng quá à, không được một con luôn á. Ê trời ơi, hốt bụi cuốc, hốt bụi chót, nhanh lên. Cuối cùng ta đã được một con, vớt vát được một con cúng cùi. Hết rồi đó mọi người. Đó bảo trì xong luôn á. Sao mỗi tối anh chẳng thấy ai đón đưa. Để em thì chẳng thể yêu thêm anh nữa. Vì em, vì những ngày xưa. Hết boss luôn mọi người. Đúng một phút. Không còn con nào nữa. Sao chẳng thấy yêu thương mà chỉ mình anh cô đơn. Trời vơi giữa đêm mình cũng sao nỡ. Thôi là chưa có bay cá nha mọi người, có bay cá nó còn cháy dữ nữa. Mà kiểu mấy cái map này là muốn bay cá là phải đốt bay đồ á. Trễ một phút là đi ngửa qua ngửa lại cái không còn con nào luôn. Quá trời quá đấy. Cái gì vậy, sao con này nó lại có chiêu hồi máu vậy mọi người? What the hell? Sao con này nó lại có chiêu hồi máu? Mấy bạn kia đang đi kiếm bom. Và mọi người coi nè, một hồi sẽ có rất là nhiều bà ti nó chạy qua chỗ của chuối. Tại vì mấy người kia ăn xong mấy con kia rồi đó chạy đi. Thấy chưa? Mình chưa nói hay không? Hay không? Nãy giờ mấy bát ti chạy qua đó. Boss kính hồ là bật BK fan. Còn boss này là phải đốt bay mọi người. Boss này boss giả ngoại. Nếu mà mình bật BK mình đánh trúng người ta mà người ta về mạnh bà là mình sẽ bị lên đao nha. Game này là du hiệp thiên hạ nha. Hôm nay like hơi sớm tại một xíu nữa mình có lớp á. Thanh Tâm nè, Thanh Tâm phổ thiện chú.
thanh tâm của Thiện Chúa. Cho em xin một cái thanh tâm thôi. Please. Rồi lắm nè. Trời ơi, Định Hải thần trăm. Định Hải xin thanh tâm đó ra, Định Hải thần trăm mọi người ơi. Rồi trả luôn một dòng nữa xem còn không. Bạn còn auto full không? Xin với auto full là cái gì mới được? Là sao không? Chưa hiểu quá, chưa hiểu cái comment này lắm. Sao cứ đã phát hiện quá tại máy tính ngoài vậy ta? À vậy sao? Hết luôn nha mọi người, sạch sẽ luôn, không còn một chân bóp luôn, dù tới 10 con bóp lận. Cứ 6 cái mảnh này là mình đổi được một cái yếu quyết Định Hải thần trăm nha mọi người. Đây là một yếu quyết đi mà săn thiên sơn rất là lợi hại của môn phái Tiêu Dao. Rồi hết boss rồi mọi người. Game này nhẹ không phê hả? Full máy rồi bạn hả? Hiện tại game auto thì mình có chicken auto là miễn phí á, còn mấy cái auto kia đều mất phí cả. Full máy rồi bạn hả? Xin chào Lợi Cỏ Long Hồ nha. Mình hả, game này mới ra nên là mình chưa có khảm được viên ngọc nào trên người hết á. Mình sẽ soi xương xương cho bạn coi và mọi người coi nhé. Mình đem mặc đồ chế 7 sao mà cũng không có ngon lắm nữa mọi người. Có cái còn 6 sao nữa nè. Mình mặc đồ chế và đồ tân thủ thôi. Mình chưa có ép ngọc, chưa có gì hết trơn đó mọi người à. Game này là 3 game mốt nha. Không nhẹ lắm. Tại game này nó đẹp á, game này đồ họa đẹp á. Tin Túc có trên kèo vỏ đen không bạn hả? Theo như mình á thì Tin Túc á thì nó sẽ có một cái kỹ năng giả nổ, có nghĩa là Tin Túc nó có cái kỹ năng hút nổ á. Thì nếu mà trên kèo nha, Tin Túc là chắc chắn trên kèo vỏ đen luôn á. Tại vì mọi người biết sao không? Vỏ đen thì hay hôn mê đúng không mọi người, nhưng mà Tin Túc giải được hôn mê, với lại Tin Túc có chiêu giả nổ. Nếu mà Tin Túc nhanh tay, Tin Túc khóa trước, Tin Túc hút nổ cái là vỏ đen bị mất một cái combo, là vỏ đen sẽ yếu thế hơn liền đó. Mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn. Rồi mọi người có thắc mắc gì nếu mọi người hỏi đi ha. Tạo nhân vật like mấy bạn hả? Tạo nhân vật level mấy bạn đúng không? Ý của bạn là như vậy không? Tạo nhân vật mình level 10, nhưng mà game này mọi người chen, mình chen khoảng vài nửa ngày là mình lên 9x rồi nha. Đam chiêu được nhiêu ca bạn? À, nếu mà đánh vào quái là được mười mấy ca. Còn đam lường người thì được 2-3 ca. Nhiều người chơi vỏ đen tay to thì không dễ hút vỏ đen đâu phải không bạn? Quan trọng là không, game này bị Minh Giáo hút là dính nha mọi người. Game này không có kinh mạch nên là mình hút là mình bị dính 2-3 giây gì đó. Trừ 2-3 giây đó mình nhanh tay mình tàn hình cái kiểu thì được nha. Rồi mình sẽ đọc comment tiếp của mọi người nhé. Nè mấy người này thì khoảng mặc đồ cũng mặc đồ và đồ chế đó mọi người. Nhưng mà có một ít ngọc nha, người ta có ngọc mà mình chưa có cảm ngọc. Chú xem đồ chú hả? Đó, nhờ chú xin mà chế không ra đồ luôn, bây giờ phải đi săn nguyên liệu tiếp nè. Để săn được nào đủ 100 cái các kiểu rồi mình sẽ đi chế đồ tiếp nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi Q1 để mình test crop cho mọi người coi nha. M1
mới vừa tăng crop, nghe tập bài bảo trì giá tăng crop nên là đồ sẽ khá là ngon nha mọi người. Đi đừng quay mặt. Rồi bây giờ mình sẽ đi thử cho mọi người coi nha. Giờ chú xin nói vậy thì chịu rồi chứ biết làm sao giờ. Xem bài này có Ngọc là biết rồi. Chú xin nói vậy thì chịu rồi chứ biết sao. Ủa nhận nhiệm vụ chưa? Rồi được rồi nè. Ai mới chát gì trên gần nha. Héo quéo quèo quèo. Đúng rồi, game này là game cày cuốc các bạn. Nên là mình cày cuốc được là mình mạnh à. Bây giờ mình sẽ test ra nguyên một để xem crop ngon chưa nha cả nhà. Nghe bảo là nâng lên là được nguyên liệu 3 rất là cao. Nguyên liệu 3 và ngọc thiếu 1-2 tỷ lệ rất là cao. Ngoài ra còn được những cái vật phẩm khác nữa. Chứ mấy ngày hôm trước là mấy bạn bảo là crop hơi thấp nên là bên game người ta đã có sửa lại rồi đó. Cho mọi người cày đã luôn. Không, game này nó khác hoàn toàn nha chú xin. Game này nó nhiều cái khác lắm. Nhìn cái vòng quay may mắn là thấy khác rồi à. Cái này là chuẩn bản chuẩn tỷ lệ bản Gen U luôn á. Nhưng mà muốn trải nghiệm cái này là phải có game rồi mới trải nghiệm được chú xin ơi. Nè bây giờ nhân lúc được nhiều người xem á, cùng chú sẽ quay 11 vòng thôi nha. Tại vì hết game mà còn có 8k7 à. Ai trải nghiệm cho mọi người coi thử thành vận tử trăm nha. Mua 11 cái thì được tặng một, mua 10 cái được tặng một cái là 11 cái. Nhưng mà vòng này hơi cùi á mọi người. Nhưng mà theo hồn chú là thấy hơi cùi nha. Dòng này hơi cùi thì mình sẽ đổi nha. Hôm nay thì cũng cùi bắp nữa, toàn là trí lực với cường lực không à. Ủa, nếu mà để đổi dòng thì cũng khá là khó rồi. Hôm nay thì đổi được 3. Thôi mình quay tạm dòng này nha, mình trải nghiệm cho mọi người coi thử nha. Rồi đây là dòng quay may mắn nha. Mình quay thì nó rất là dễ là mọi người. Mình quay cái ô đèn thì nó sáng ô nào thì mình nhận quà ô đó thôi. Ai ví dụ mình quay lần đầu tiên thì mình được cái căn cốt đen sơ cấp này thì mình nhận được 10 cái căn cốt đen sơ cấp. Game này là không bán ngọc trong shop, không bán bí kíp bé trong shop, không bán bí tịch yếu quý trong shop, không bán đồ điêu văn trong shop, cũng không có bán dược trường hay là không có bán cái gì cả. Nha mọi người. Này là săn hết luôn, game này dành cho những người bạn thích chơi cày cuốc các kiểu thì nếu mà chơi là game một chơi xuân chơi chơi mà kiểu chơi hoài á thì được. Kiểu như mình chơi 1-2 ngày mát thì game này nó không có phù hợp với mọi người. Kiểu mà chơi trải nghiệm 1-2 ngày chán, 1-2 ngày chán còn nó nếu mà ông nào chịu khó cày chơi thì nó sẽ game này nó sẽ rất là phù hợp. Đây ví dụ như cái này mình quay được 30 cái kim nằm ti là mình lờ nè. Đây một cái kim nằm ti nó tới gần 10 kim lận. 10 cái là 300 rồi. Đó, bây giờ mình sẽ quay tiếp nha. Chào Phúc, chào Nguyễn Hoàng Đai. Bây giờ mình sẽ có cái vẫn tiếp tục là 30 kim nằm ti, vẫn ngon nha mọi người. Khá là ngon nha. Cái thần khí này mình bị hư, mình chưa sửa nên mình tháo ra. Tiếp tục là 10 cái căn cuốc này đó. Cái vòng quay này cũng không có dễ quay ra ngọc đâu nha mọi người. Nên là cày đa số là ngọc được cày cuốc hết. Không bán sớm mà bán vòng quay, nhưng mà quay vòng quay đâu có dễ ra ngọc đâu. Nãy giờ bạn quay mình thấy đâu có dễ ra ngọc đâu nè. Mới nói cái ra được viên ngọc 4 nè. Đấy, quan trọng là mình quay nhân phẩm mình thế nào thôi. Nãy giờ mình quay khoảng 5 phát mới được một phát có ngọc á. Đó, toàn ra nguyên liệu này không à. Đâu phải là dễ ăn đâu. Nếu mà mọi người muốn kiểm chứng thì mọi người vào hồi lúc alpha test thì mọi người đã kiểm chứng rồi, quay miễn phí thoải mái rồi. Đâu có dễ ra đâu. Còn cái đó là quá hên luôn rồi đó. Game này hả, mình không cần nạp mình vẫn chơi bình thường nha. Game nào cũng đâu có phải bắt đâu có game nào mà bắt buộc mình phải nạp mới chơi được. Ơi được một lá lan diệp thảo nè. Được một viên giảm kháng 3. Trời ơi quay cái đây là được viên huyền sáo rồi. Rồi, cuối cùng là mình quay 11 vòng là mình được một viên giảm kháng 3, một viên độc 4 rồi hết. Là dễ ăn dữ chưa? Đó, quan trọng nhân phẩm của mọi người thôi nha. Đó, mình trải nghiệm vậy thôi chứ hết kim rồi.
Nhưng ông đi quay 16 vòng được một cánh 25 gọi là quá đỉnh rồi. Người ta bảo là bây giờ là cờ rớt ngon lắm nha mọi người, nên là mình sẽ đi thử một quy nha. Xong rồi mình sẽ coi được kết quả hay thôi. Nhạc to quá không nghe nói chuyện hả? Ủa mọi người nghe rõ không? Đang test hay open rồi bạn hả? À, đang open rồi nha Vũ Hảo ơi, nhưng mà game này trước là dễ chơi nha. Nói chung là mình chơi khoảng một chưa đến một ngày là mình sẽ 99x như mình. Kéo ra giữa đây đi để cho đánh cho hồi chạy cầu cho nó dễ. Tăng tăng tăng. Này một hồi ăn xong boss dưa độc là mình sẽ biết cờ rất ngon hay không liền nha. Chơi có đồ tân thủ gì không bạn? Đa số đều là mặc đồ tân thủ hết nha Trương Quốc Cường ơi. Ai đồ tân thủ rất là ngon nha. Không thua gì đồ chế đâu, nhưng mà lên 9 ít thì mình sẽ thay đồ chế 8 sao 7 dòng thì nó sẽ ngon hơn. Đây là đồ tân thủ ai cũng có level 10 nha mọi người. Nhìn cái này nha mọi người tưởng đồ 9 ít đúng không? Nhưng mà không phải đâu nha, đây là đồ tân thủ đó. Bạn nào cần hỗ trợ gì thì có thể liên hệ vô fanpage của Du Hiệp Thiên Hạ nha. Không, Quyết Thắng ơi, mới vừa tăng cờ rớp rồi. Cường ép ngọc 2.4, ép ngọc hóa mạnh em. Trên người mình có viên ngọc nào đâu. Người mình có viên ngọc nào đâu, mình vẫn đi phó bản là bình thường mà. Cái này là bao mọi người đi được luôn á. Đi phó bản ăn boss giả ngoại đồ bình thường, không cần ép một viên ngọc nào cả nha. Cái này là bảo đảm nha. Đúng rồi, Trương Quốc Cường, mình vào trải nghiệm thử xem là có như lời quảng cáo không là biết nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị đánh con phó tướng, xong rồi mình sẽ đánh con dư độc. Và mình test crop cho mọi người coi nha. Để xem là được gì nào, để tải về chơi ok nha. Trương Quốc Cường có cần hỗ trợ gì thì mình có thể là gia nhập các bang phái nha mọi người. Game này là bảo trì vào lúc 5:30 mỗi ngày nha. Nó nghĩa là game này mới bảo trì xong á, một hồi mấy bạn nó mới lóc ạt vô. Nhưng mà hồi nãy mới bảo trì xong á, mọi người thấy không? Một PC 3 ạt nha. Mọi người thấy hồi nãy mới vừa bảo trì xong rồi hùng chú đi ăn bói mà ăn được đúng con thương sơn không? 6 giờ á, bói 6 giờ á, nãy mới vừa like á các bạn ơi. Tạo ạc vô ban hoang thủy phi đồ chế chính ít đó, có người cho kìa đó, cho đồ phi đồ chế chính ít luôn kìa. Nhưng mà ban mình là đang ăn hành nha mọi người, ban mình đang thua nha, chứ không phải ban mình đang win nha. Ban win là ban liên minh A1, A2 là đang win. Rồi bây giờ mình sẽ test crop nha mọi người, để xem là được đồ ngon như là lờ đồ không nha. Khóa nó lại đã. Thua mới phải chứ. Nói chung là đang ăn hành á. Phải bông mình kiếm ở đâu vậy anh hả? Mình đi phó bản với lại đi boss giả ngoại đồ nhiều lắm nha Cacao ơi. Nè bây giờ mình sẽ chuẩn bị nhặt bọc để coi được gì nè mọi người. Bấm Blasibo. Được phiếu đổi bảo hạch cấp 2, linh hồn xích tói phiến. 7 bông 3 rồi, khá là ngon rồi nha mọi người. Đây. Rất ngon rồi nha cả nhà. Bây giờ là nguyên liệu rất là nhiều luôn rồi đó. Rồi rất là ngon nha mọi người. Mình mới vừa coi sơ qua là rớt khá là ngon nha. Rất là ngon rồi nha mọi người. Bye.
Ok, mình test rớt cho mọi người ngon rồi đó. Bây giờ Hùng Chuối sẽ dạ em cảm ơn. Ok nha, mình không có gì nha bạn. Có gì đâu mà. Bản này có server mới không? Bản server này mới ra Duy Phong ơi. Server này mới ra luôn á. Đó, ví dụ như mình đi một win này là mình được một phiếu ngọc 2 với lại một nguyên liệu 3, là mình đi nhiều càng nhiều là mình sẽ để dành, là mình sẽ chế được thôi. Ra được mấy hôm hả? Được mới được có mấy hôm mà Duy Phong ơi. Game tên là Du Hiệp Thiên Hạ nha, mình vào là duhiệpthienha.com nha. Cái link cái website ở trên cái logo á, mình có thấy không? Thấy kiểu Du Hiệp bự chà bá lửa không? Cần hỗ trợ gì mình cứ nhắn qua. Được nhiều người on không mẹ hả? Cũng nói chung game này cũng tạm tạm mà. Bây giờ là có tới hàng trăm game của Thiên Long gì, hàng trăm game Thiên Long bác bộ luôn. Nhưng là nên là quan trọng là mấy bạn thích chơi server kiểu nào thôi. Server này thì nó có, để mình nói sơn sương nha, tư bản thần phù gần như là 100% rồi, còn tăng gì nữa. Đây game này thì là có 14 phái nha, mình 14 phái nha. Và sẽ có là có vũ khí huyễn sức nữa nha mọi người, là nó giống như thời trang vậy đó mọi người. Đó, thấy không? Ví dụ mình không muốn cầm thần khí thì mình cầm vũ khí huyễn sức, còn không thì mình hiện nguyên hình. Đó, đó nó y chang như vậy đó. Open beta rồi nha Duy Phong ơi. Nói chung game này là mới ra mắt lần đầu nên là nó cũng đang trong quá trình hoàn thiện từng ngày để cho mọi người chơi mượt mà nhất đó nha mọi người. Để coi có ai hỏi. Bản chính rồi nha Văn Nguyên ơi. Bạn nào lười cài thì mấy bạn kiếm mấy cái Aclon, mua mấy Aclon 8-9 chắc có mấy chục ngàn à, mấy chục ca à. Còn có thời gian thì mình cứ treo máy thôi. Nè, như ông này chế được một cái điệp luyến như vậy gọi là ngon rồi đó mọi người. Nó chỉ hơi thiếu không có dòng thể thôi. Cái này là ngon, ngon dành cho cái ban nha mọi người. Tại vì nó máu, độc công, ngoại thủ, nội lực. Ồ, cái này không phải ban cũng ngon, nó thiết dư dòng nội lực rồi. Cái này là chen nước là nhanh nha, nửa ngày là mình sẽ lên 9 ít nha Duy Phong ơi. Tầm tuần sau á, nếu mà bạn nào lười che nó tầm tuần sau, thì tuần sau là Hùng Chuối sẽ có mở cái shop để cho mấy bạn nhân cài kiếm thêm á. Có nghĩa là ông nào ví dụ như là Hùng Chuối nó giới thiệu sơ sơ nha, ví dụ như mình muốn đặt một cái nhân vật tên gì đó, ví dụ như tên là Duy Phong nha, tạo một nhân vật cái bang tên Duy Phong, mình đặt level 9x đi. Thì đó thì mình sẽ chờ khoảng một ngày để mình nhận được cái nhân vật đó. Bây giờ người ta nhận được đơn hàng, người ta sẽ lấy ạc chính ý, người ta kéo cái ạc cấp 1 của bạn
đó, người ta kéo chen lên, chính ít người ta giao hàng cho bạn. Nói chung là mình cái shop là Hùng Chuối sẽ đứng ở giữa, là Hùng Chuối thu phí trung gian giùm. Có nghĩa là ví dụ như là thu phí giùm chứ không có trung gian nữa. Ví dụ như hai người thỏa thuận, như ví dụ mua một ạc cấp 99 thì với giá là 50k đi chẳng hạn, ví dụ như vậy nha. Đó thì Hùng Chuối sẽ nhận 50k của bạn, rồi bạn cày cuốc á thì bạn nó sẽ cày lên cấp 99, xong rồi bạn nó giao nhân vật lại cho bạn, rồi Hùng Chuối mới chuyển 50k đó cho bạn đó, kiểu như vậy. Tuần sau nha, tại vì Hùng Chuối sẽ chuẩn bị bận 4 ngày á, nên là không có online được á, nên là tuần sau mới triển khai cái shop đó. Game này hiện tại đang mở cái cấp 99 nên là chưa có thường thí 102 nhau Hưng Phạm ơi. Đó, có thắc mắc gì nữa thì mọi người cứ inbox vô fanpage của game nha. Hoặc là nếu mà mình xin code cái thử rồi mình thấy không có trả lời thì mấy bạn có thể nhắn qua số dép lào của Hùng Chuối nha. Số dép lào là có trên tâm trạng á, 0906878018 á, cũng được nha. Mình sẽ xin giùm mọi người. Game này là Du Hiệp Thiên Hạ, là bản Thiên Long Bát Bộ đó bạn, đúng rồi. Nói sao giống Thiên Long Bát Bộ thì nó đích thị là Thiên Long Bát Bộ mà. Nhưng mà do thời gian trước á, khoảng tuần trước, tháng trước á, là Thiên Long Rivet bị càng quét rất là dữ luôn, nên là nhiều game phải đổi tên hoặc là đổi website á mọi người. Đó là lý do mà tại sao đặt tên khác mà lại giống Thiên Long Bát Bộ là như vậy á, nhiều bạn không hiểu. Cứ bảo là game này nhái game Thiên Long Bát Bộ nhưng mà thực chất nó là nó mà. Thần khí và võ đen mình thấy khá là đẹp. Tại vì nếu mà mình lên cấp 102 thì mình sẽ cầm thần khí, chắc là cũng sẽ cầm võ đen ấy. Mình vẫn đang đi phó bản Q1 nha mọi người. Để đi xong những cái Q1 rồi mình sẽ đi Q2 nha. Ủa sao nghe giống trời mưa quá vậy? Phải có ông đẻ đường lan nữa. Này đúng ngoài niệm luôn á. Vậy cả đẻ đường lan luôn. Thôi bây giờ thì rất là Hồng Chuối lên test like cho mọi người coi phó group phó bản như vậy thôi. Tại vì bây giờ Hồng Chuối đi ăn cơm đó, mà treo máy ở đây thì kỳ quá, để mấy bạn coi không có người ngồi đây nói chuyện với mọi người thì kỳ á. Nên là Hồng Chuối xin phép off live stream nha. Có gì buổi tối Hồng Chuối sẽ like tiếp nha. Cảm ơn mọi người đã xem và đã comment, đã tương tác. Cảm ơn mọi người nhiều. Và đây là game Du Hiệp Thiên Hạ nha. Bye bye.